Một tuần nữa lại trôi qua và Quang Huy rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 16h40 Chủ nhật trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, nhiều ngày gần đây trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều trang rao bán các loại thuốc có tác dụng giải rượu bia trong thời gian ngắn. Thuốc giải rượu bia này được quảng cáo dưới dạng là thuốc, thực phẩm chức năng, men kẹo và được bán ngang nhiên, thậm chí là không hề có nhãn mác và được quảng cáo là khử nồng độ về không. Giải bia rượu giúp tài xế yên tâm khi tham gia giao thông. Thậm chí có thể chống say cho loại rượu lên tới 45 độ, tửu lượng tăng lên gấp 4 lần. Thực hư về thần dược giải bia rượu này có hiệu quả như lời quảng cáo. Và Quang Huy xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tình huống được tái hiện ngay sau đây. Thì 2 ngày nay á, thiệt là tôi không còn tâm trí để làm gì hết á. Thậm chí là đi quýnh cờ với mấy ông bạn nữa. Tôi bị mất tiền, mất tới 7 triệu. Cũng bởi vì sự cả tin của mình. Cứ nghĩ tới là thấy rầu. Chú ở đây hàng gì nãy qua nhà chú không thấy chú? Ừ, tao qua đây tao tưới cái cây này nè. Hổm lại nắng quá nó muốn chết rồi. À, bữa nay không rảnh nè, con tính qua sửa dàn karaoke chú á. Mày bị sao vậy chú? Trời ơi, tâm trạng gì mà ác thò mày. Chú nói mà để ý nha. Sao đây mặt chú buồn so vậy? Vui mới là đó. Ta mới vừa lên công an giao thông đóng phạt xong đó. Rồi, con biết rồi. Chắc chú chạy xe rồi vượt quá tốc độ hay là vượt đèn đỏ gì đúng không? Mày nghĩ coi, tao già từng tuổi này, 2 đứa tóc rồi. Sức khỏe đâu mà tao chạy quá tốc độ mà tao đua xe chứ. Nhiều khí. Còn vượt đèn đỏ không bao giờ có. Mày biết tao rồi. Chấp hành giao thông rất tốt cho mày. Chấp hành giao thông rất tốt mà sao bị phạt ta? Tao bị phạt 7 triệu đó. Cái gì? 7 triệu? Ừ. Thì tao đám vỗ con già tía tao đó. Tao qua nhậu con xị à. Tao nghĩ rồi từ đây qua đó về có mấy cây số. Có xa đâu. Ai về à? Rồi con biết rồi. Chú bị bắt vô xong rồi bắt thổi nồng độ cồn đúng không? Mà chú cũng dở nữa. Chú cũng coi vào này người ta làm căng cái vụ nồng độ cồn dữ lắm. Thì tao biết cho nên tao bị phạt đó. Biết mà vẫn bị phạt. Con biết là nhà chú giàu, nhà chú có điều kiện. Nhưng mà con cái chú làm nó đồng tiền cũng cực lắm đó chú. Mày giỏi về đời rồi, giỏi à. Tao bị phạt á là do con nhỏ bán thuốc nó lừa tao. Cũng cách đây hơn tuần tôi có lên mạng đọc báo thì thấy có cái quảng cáo là thần dược giải bia rượu tránh bị phạt khi bị vừa uống bia rượu xong. Thì tôi đọc thấy cũng hay rồi mới vô xem mấy bình luận trên trang bán hàng của họ đó. Thì thấy cũng có nhiều người vô có tác dụng lắm nên tôi mới quyết định gọi điện thoại để đặt hàng đó chứ. Dạ alo, cô ơi, cô cho tôi hỏi thăm bên cô có bán cái thuốc kẹo ngậm gì đó để giải rượu bia đúng không cô? Dạ đúng ạ. Thuốc này cô cho tôi hỏi uống sao cô? Dạ cái này là thuốc này là dạng kẹo nha chú. Thuốc này là sách tay về từ nước ngoài, một gói nhỏ là 50.000 là có 3 viên trong đó. Trước khi chú uống á, thì chú ngậm 1 viên, đảm bảo với chú là tửu lượng của chú là tăng lên 4 lần. Trời, tửu lượng tăng lên 4 lần, hay quá vậy. Bình thường á, tôi uống 1 xị, mà khi tôi ngậm cái kẹo này vô á, là tôi uống được tới 4 xị hả cô? Dạ đúng rồi chú. Với lại cái kẹo giải rượu bia này á, là áp dụng được cho cả cái loại mà có nồng độ cồn lên tới 45 độ. 2 viên còn lại á, chú ngậm á, sau khi là uống bia rượu xong là nó giải bia rượu ngay chỉ sau 15 phút. Chú vừa tỉnh táo lái xe nè, thổi nồng độ cồn mà không lên luôn. Vì là thuốc này thuốc ngoại hả cô? Dạ đúng rồi. Chú mua thì chú cho con số điện thoại với địa chỉ giao hàng hả chú. Chú mua nhiều để dành mà dùng, hạn sử dụng xa lắc à. Với lại đang có khuyến mãi 50.000 một gói. Bình thường là 150 lận. Mà chú mua trên 20 gói là được miễn phí giao hàng hả chú? À vậy hả? Vậy cô ơi, vậy là cô cho tôi đặt liền 30 viên luôn nha cô nha. Tôi gửi cho cô cái điện thoại, số địa chỉ với số điện thoại tôi đang gọi nè nha. Rồi tôi gửi qua địa chỉ cô bán cho tôi là 30 viên đi. để tôi dành đó để tôi dùng dần nha cô ha. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn cô. Úi trời ơi, cô lý quá. Ơi, thấy trên trang mạng á, nó rao bán thuốc thần dược kìa, thuốc nước ngoài 50.000 ba viên. Mà cái thuốc đó đó có công dụng nữa là uống vô là nó giải bia rượu hết. Tao thấy hay, tao mới mua là 30 viên. Mua dữ rồi chứ. Ừ, tụi tao nghĩ ở dưới này á, hay có tiệc mời này kia cái nọ đó. Tụi tao mua tô có ngậm, thì có lỡ mà tao có ra đường á thì công an á không phát hiện ra tao. Nhưng mà nào ngờ đâu thiệt á. Thì bữa tao mua thuốc xong thì tao cũng nhậu, rồi tao ngậm vô. Tôi tin tưởng là cái ngậm cái kẹo đó vô đó thì không có bị gì hết, nó giải hết cái mùi rượu bia. Rồi tao chạy xe, cái mặt tao lúc đó đỏ phừng phừng lên như quảng công vậy đó. Tao đâu có sợ, tao nghĩ tao ngậm thuốc đó rồi. Công an giao thông họ thấy tao, họ chít tôi vô, rồi họ bắt tao thổi nồng độ cồn. Rồi tao thổi, tao tin tưởng tao đâu bị gì đâu, tao thổi. Trời, càng thổi á cái nồng độ cồn nó bay pha pha lên. Trời ơi chú ơi, cái thời buổi này là thời buổi nào rồi mà chú còn tính quảng cáo trên màn nữa. Còn một cách duy nhất để giải rượu bia. Cách gì? Đó là chú không uống bia rượu nữa. Trời, lãng nhách. Như là con nói chú nghe nè, chú uống ba cái thuốc trôi nổi đó, rồi lỡ như bị dị ứng hay là bị tác dụng phụ gì đó, rồi chú biết kêu ai. Mà với lại chú uống bia rượu rồi thì đừng có lái xe, mà mình lái xe mình đừng uống bia rượu. Đó, vậy đó. Mà ví dụ như mà hôm nào mà chú sung quá đó, mình uống bia rượu rồi á, thì mình đi taxi về hay đi xe ôm về, vừa đảm bảo sức khỏe cho mình, đảm bảo sức khỏe cho người khác nữa. Mày nói đúng đó. Ý như mấy đứa nhỏ ở nhà nó khuyên tao, tao cũng rút kinh nghiệm á. Tao nghĩ là cách rồi, nếu từ nay trở đi á mà đám tiệc nào mời đó thì tao sẽ không nhậu cho an toàn. Mà nếu lỡ tao có nhậu đi nữa đó thì tao kêu đứa nào chở tao về, hoặc là tao ra kêu xe ôm tao về. Chú ăn, chú kêu con tao qua chợ chú về liền. Được không? Đây là bài học không riêng gì của chú Tám, mà còn nhiều người mắc bẫy khi sử dụng các loại kẹo, thuốc giải rượu thần tốc hiện nay được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Và theo các chuyên gia y tế cho biết thì chưa có bằng chứng nào chứng minh những sản phẩm này có khả năng bảo vệ hay phục hồi các tổn thương các cơ quan do rượu. Chưa kể là các thành phần của chúng có thể gây tác dụng phụ từ nhẹ đến nặng cho người sử dụng. Việc lầm tưởng vào công dụng của các loại sản phẩm giải rượu sẽ mang đến hậu quả không tốt đối với sức khỏe. Vậy nên Quang Huy mong rằng bà con mình hãy thật sự cẩn trọng khi sử dụng thuốc mà chưa có chỉ định hay kê toa của bác sĩ quý vị nhé. Chương trình Chuyện Cảnh Giác đến đây xin phép được khép lại. Quang Huy xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Rất mong được gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16h40 chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và hãy chia sẻ những câu chuyện lừa đảo, những tình huống trộm cướp manh động tinh vi mà quý vị gặp phải về địa chỉ email của chương trình Chuyện Cảnh Giác vna vòng gmail.com để chúng ta cùng có những bài học cảnh giác hữu ích quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ có những kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.